Xin chào quý anh chị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Một chiếc SUV đích thực full size cỡ lớn của nhà Toyota, Toyota Land Cruiser LC200 sản xuất 2020, tư nhân một chủ từ đầu và chạy zin 79.000 km. Một chiếc xe phải nói là cực kỳ giữ giá. Và thời điểm năm 2020, mẫu sản phẩm này có mức giá niêm yết là 4 tỷ 030 triệu đồng. Và riêng màu trắng ngọc trai là cộng thêm 11 triệu các bác nhá. Tính ra sẽ có mức giá là 4 tỷ 049 triệu đồng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mẫu sản phẩm Land Cruiser LC200 sản xuất 2020 đang được chào bán với mức giá là 4 tỷ 100 triệu, tức bằng giá niêm yết vào năm 2020. Phải nói là cực kỳ bất ngờ đối với mẫu sản phẩm LC200 phiên bản full size cỡ lớn của nhà Toyota. Cùng em khám phá chiếc xe này sau khoảng 3 năm sử dụng các bác nhé. Chiếc xe Land Cruiser LC200 này đã được bác chủ rất là ưu ái lên một bộ full body VXR Trung Đông, hay là lên một cặp mâm 21 inch của LX570 các bác ạ. Dàn lốp nguyên bản theo xe các bác nhé. Có mọi ngoại thất là màu trắng ngọc trai và nội thất bên trong là màu nâu da bò, cực kỳ là cao cấp và chất lượng luôn. Cụm đèn pha cốt dạng bi LED cực sáng này, có chế độ rửa đèn này, hay là cảm biến góc xung quanh xe, đèn gầm cũng dạng LED rồi. Đây là mẫu sản phẩm có khối động cơ 4.6 lít V8 cho mức công suất sản sinh ra là 304 mã lực và moment xoắn là 439 Nm. Chúng ta có một cái diện mạo thiết kế rất là trường xe trên phiên bản LC200 này. Sang phía thân xe thì chúng ta sẽ có một cái bậc bước chân Pavole rất là cao, cho khoảng sáng lên tới 27cm các bác nhá. Và bác chủ cũng đã trang bị cửa hít cho chiếc xe này rồi, rất là cao cấp đúng không ạ. Xe đã được trang bị dán phim, trải sàn 6D, camera hành trình, hay là cảnh báo lệch làn và hắt kính các bác nhá. Phía đuôi xe chúng ta sẽ có hai cụm đèn hậu dạng LED, một thanh mạ chrome to bản với dòng chữ Land Cruiser và bốn cảm biến góc phía sau. Đặc biệt cũng trang bị cốp điện cho các bác nhá, và một chiếc cốp rất rộng rãi dành cho những bác nào thích, yêu thích sự việt dã, yêu thích sự trải nghiệm. Không gian ngồi phải nói là cực kỳ rộng rãi luôn các bác ạ. Rất là rộng, hai hàng ghế có thể gập điện được các bác nhá. Hai hàng ghế gập dựng lên tạo lên một cái dung tích cốp rất là rộng rãi. Một chiếc xe phải nói là trông rất là lực các bác ạ. Tất cả những cái chi tiết bên trong xe gần như đều ốp da hết. Và chúng ta có gì trong khoang lái này ạ? Một màu nội thất nâu da bò rất là sang trọng. Trang bị camera hành trình rồi, màn hình chính giữa trung tâm lên tới 9 inch. Vô lăng bọc da 4 chấu tích hợp các phím bấm âm lượng, cruise control. Và chúng ta có điều hòa tự động 4 vùng độc lập, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Và hộp số tự động là 6 cấp các bác nhá. Có sạc không dây đầy đủ luôn, không thiếu một món gì cả. Trong khoang thì chúng ta vẫn có trang bị cả hộp lạnh nhá, hộp lạnh. Và tùy chọn chế độ lái cho các bác này, chế độ gài cầu cho các bác luôn. Không gian ngồi rất là rộng rãi luôn. Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện. Và ghế lái chúng ta có tùy chọn 3 vị trí nhớ ghế nha các bác. Ngồi rất là thoải mái. Toyota Land Cruiser thì em nghĩa không phải nói quá nhiều về chiếc xe này nữa. Cứ ra chiếc nào lại hết chiếc đó các bác ạ. Và thị trường đang rất là chuộng những cái mẫu xe SUV đích thực mà đi đa địa hình như Land Cruiser. Cùng ý nghĩa khám phá bên sau hàng ghế thứ hai, xem nó có rộng rãi hay không các bác nhá. Khi em nghĩa ngồi cực kỳ thoải mái ở hàng ghế phía trước đó. Mời các bác cùng em nghĩa trải nghiệm. Ra hàng ghế phía sau thì chúng ta sẽ có hàng ghế của chủ tịch các bác nhá. Vị trí ngồi của chủ tịch là đây các bác ạ. Chúng ta có hai màn hình gối đầu này, một cái cửa sổ trời rất là to, đèn LED này, và một bảng điều khiển trung tâm. Chúng ta có sấy ghế, sưởi ghế, làm mát ghế, cửa gió điều hòa và điều hòa tự động các bác nhá. Có thể điều chỉnh ở hàng ghế thứ hai. Và một không gian ngồi phải nói là rất là rộng rãi luôn các bác ạ. Cực kỳ rộng rãi luôn. Đây, em nghĩ ngồi rất là thoải mái trên chiếc xe này. Chúng ta vẫn có được tông màu nội thất chủ đạo là màu nâu, rất là sang trọng.
Và hiện tại Hà Thành Ka đang chào bán chiếc xe Land Cruiser LC200 phiên bản sản xuất 2020 với mức giá là 4 tỷ 100 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thêm được các bác nhá. Các bác nào mà có nhu cầu trong tầm tài chính khoảng 4 tỷ đồng thì hãy liên hệ em nhá. Cảm ơn cả nhà.